Hello và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Blue Zone. Hôm nay em sẽ hướng dẫn nhanh cho anh em cái lướt sóng mùa hè anh em à. Thì đầu tiên anh em vào cái mục sự kiện nè. Và tiếp theo chúng ta vào nhấn cái mục hot và lướt sóng mùa hè nha. Thì chúng ta có cái mục lướt sóng này anh em nhấn vào. Đó. Anh em chờ một tí nó load xong cái đây. Rồi ok. Thì phía bên trái thì sẽ làm nhiệm vụ hàng ngày anh em à. Đó, anh em đăng nhập vào sẽ được một cái lượt để mà chúng ta lướt sóng. Và chúng ta nhập mã mời của tôi, hoặc là đây anh em có mã mời của tôi nè. Và nhập mã mời của bạn bè vào đây. Đó, nhập mã mời đều đây thì anh em nhấn xong nhấn đồng ý là ok. Nhập mã mời bạn bè một lần xong thì nó sẽ chỗ này sẽ cái mục mời một người bạn nó sẽ được hoàn thành. Thì chúng ta sẽ được một lượt bơi. Tiếp theo chúng ta bơi 1.000m thì đơn giản lắm, anh em vào cái mục mà đi solo á, anh em vào limit như thế này, rồi anh em mở bản đồ lên đó, thì chúng ta sẽ xuất hiện cái đường bay như thế này. Thì chúng ta ví dụ như chúng ta đang ở đây chỗ cái mục xanh xanh mình đang chấm á, thì chúng ta nhảy qua ngoài biển này đó, chúng ta sẽ nhảy ra ngoài biển này và chúng ta cho nhân vật bơi từ đầu này qua khoảng đầu này. Thì anh em cứ bơi đi bơi lại, khi nào bo nó thu vào hết đó thì đợi cho nhân vật chúng ta chết luôn anh em à. Chứ anh em đừng có thoát ra chắc chắn nó sẽ không tính cái nhiệm vụ của chúng ta đâu. Thì bo của Libit thì nó cũng rất là nhanh thôi. Anh em nhảy xuống đây thì anh em cho nó bơi ra đây đi. Thì để cho nó bơi tự động thì chúng ta có cái đây đây cái nút chạy phía bên tay phải này này, đây đây. Đó. Bỏ thêm sao để mình làm thử cho anh em xem nè. Thì khi nào có nút nhảy thì em ta nhảy đây đó, ta nhảy qua cái biển này đó rồi cho nhân vật bơi rất là easy luôn. Mỗi ngày khoảng 7 giờ sáng thì nó sẽ reset cái nhiệm vụ cho chúng ta đó, vô đây bơi thôi đó, tập bơi này đó, rồi nhấn cái nút chạy tự động phía bên tay phải nè, nó cho nó bơi, cứ bơi vậy hoài anh em à, khoảng 1.000m đó. Anh em cứ tính xem từ cái mé này cho tới cái mé này khoảng bao nhiêu thì anh em cứ cho nó bơi tự động hoài vậy đi đó, xong rồi đợi bo nó thu vào đây đó, đợi bo nó thu vào thì nhân vật chúng ta sẽ chắc chắn là sẽ ngủm thôi, ngủm nhanh thôi anh em à. Đó, cứ bơi vậy hoài easy luôn. Và chúng ta sẽ được hoàn thành cái nhiệm vụ thứ ba. Thì mỗi ngày nó sẽ có ba cái nhiệm vụ vậy đó anh em à. Mỗi ngày chúng ta nhập mã mời một lần và cho nó bơi 1.000m thì được ba vé. Đó, thì được ba vé. Và sau đó thì chúng ta sẽ vào cái nút bắt đầu này. Anh em nhấn vào nút bắt đầu này, đó. Đây bắt đầu. Chụp theo đó. Có phao luôn nè, nó im luôn anh em ơi, vô luôn. Có phao. Đó thì anh em cứ bơi thôi. Rồi bơi được tới đâu đây? Áo ma Suzuka đây. Áo luôn nè. Đó. Cái này nó không có âm thanh anh em ạ. À. Bài 250m này. Đó. Được sống thành công. Thì anh em mời thêm bạn bè nữa thì tích lũy bơi 1.000m nữa thì sẽ được anh em à. Đó, bây giờ mình bơi nó được 150m rồi. Đây được bộ áo Hawaii này. Còn cái nguyên cái set đồ kia thì bơi tầm 1.500m thì chắc chắn sẽ được anh em à. Rất là easy luôn. Và lướt sóng xong thì chúng ta đủ cái số mét ở dưới này thì nó sẽ mỗi một móc nó sẽ có một cái hầm đồ riêng cho mình. Đó. 150m thì được cái áo này. Thì từ 150m cho đến 1.500m thì mỗi một cái móc nó sẽ mỗi 150m thì nó sẽ có một cái hầm đồ ngày cho chúng ta đó anh em. Chúc anh em thành công nha. Hẹn gặp lại anh em vào những clip sau. Bye bye anh em.